kêu gọi đừng xây dựng hình tượng dân chủ nữa trong cùng ngày nữ truyền thông làng dân chủ Phạm Đoan Trang viết bài ca ngợi hình tượng cho hai đệ tử nhóm yêu cây của cô là Cao Vĩnh Thịnh và Mai Phương Thúy trên Facebook của luật sư Hà Huy Sơn lại ca bài đừng tìm kiếm dựng lên những hình tượng cá nhân dân chủ 100% cách như người cộng sản đã làm khi tạo ra những hình tượng của họ để tránh thất bại và chỉ tìm thấy những hình tượng ảo không rõ đây là sự vô tình hay hữu ý, khi Đoan Trang vừa sản xuất ra bài trên đang được làng truyền thông dân chủ phủ trên mạng xã hội thì vài tiếng sau xuất hiện status của Hào Huy Sơn. Nếu như status của Đoan Trang nhận được rất nhiều lời phụ họa nhạt nhẽo từ cộng đồng nhật ký yêu nước thì status của Hà Huy Sơn lại được rất đông các nhà dân chủ phía Bắc vào đồng tình chia sẻ nhất trí cao. Một số còn tranh thủ thể hiện thái độ bất mãn với đồng bọn của mình, xin chích Mai Xuân Dũng từng nổi danh là nhà từ thiện của làng Dân Chủ. Viết Đây là hiểu biết tối thiểu trang bị cho mọi người khi lên tiếng xây dựng một xã hội Dân Chủ. Tiếc thay, số người hiểu điều đó trong xã hội chỉ là con số quá bé nhỏ. Vũ Hằng đồng tình với Mai Dũng và thể hiện sự vi quan chán nản với phong trào Dân Chủ. Và đôi khi họ còn nghĩ mình này nọ nếu như mình đưa ra ý kiến trái chiều nữa anh ạ thật, Nói thật là giờ rất buồn và nản Khổng Hy Thiêm, dân chủ gia phía Nam Nhắc lại kinh nghiệm sương máu khi cả làng dân chủ tung hứng theo truyền thông phương Tây Kỳ vọng vào biểu tượng Aung Suu Kyi Cái chính là mở mang dân trí, người dân biết mình phải làm gì Thần tượng thủ lĩnh khéo lại trở thành Aung Suu Kyi Tránh vào dưa, gặp vào dừa thì bỏ mẹ còn nhớ, làng dân chủ thời biểu tình chống Trung Quốc từng tôn vinh Bùi Hằng là người phụ nữ của năm. Chẳng bao lâu, Hằng thể hiện trình độ hàng tôm hàng cá khốc liệt quá, khiến mấy ông trí thức phải dè chừng, cảnh báo nhau về cảnh tượng giặc khăn vàng để nói về biểu tượng Bùi Hằng, Thúy Nga đang thịnh hành làm xấu đi bộ mặt của làng dân chủ. Còn nhớ khi cựu nhà báo đoàn trang mới bôn ba về nước, Đặng Bích Phượng suy tôn cô ta là một nửa sức mạnh của phong trào dân chủ. Phạm Lê Vương Các kỳ vọng cô ta sẽ là Aung Suki của Việt Nam, là ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình nếu nhập kho. Này thì biểu tượng này bị chính đồng bọn bóc phốt với thành tích và kỹ năng lê la để nói xấu và dìm hàng đồng bọn, gây chia rẽ bè phái, độc tài vụ hiến trương 2015, gây dựng nhóm lợi ích trong phong trào. Có vẻ như cái làng dân chủ cứ định xây dựng biểu tượng cho ai là y như rằng chẳng mấy chốc biểu tượng đó dính đủ scandal gây thiệt hại đến hình ảnh của nó, khiến những kẻ từng há miệng đều hóc xương gà, như trường hợp nữ Anh Thư, bà Trưng Bà Triệu Lê Thị Công Nhân. Giờ chỉ dám mượn nick Facebook của em gái Lê Minh Tâm để cập nhật tình hình dân chủ. Bởi nếu dùng nick thật, e rằng tình địch với cả dồ phốt của cô này lại đem các scandal của công nhân đi giải.